tuyệt đối rồi cả nhà. Wow, nó thật lớn luôn. Chào mọi người, hiện tại bây giờ là mình đang bắt đầu ra biển để mà đi xôi cá nha mọi người. Tại hôm nay rất là im gió mà rất là hơi đục này, rồi mọi người giờ cùng đi với mình nha. Tại nó phát hiện nó con cái giò nha mọi người. Những cái này nằm khôn quá. Rất khó bắt mọi người. Nước con này rất là lớn. Cái này cũng rất là khôn. Quá khủng. Đây mọi người ơi. Cái rất là lớn nha. Cái giò nha cả nhà mọi người. Này nước lớn quá đi mọi người ơi. Phát hiện ra một con nữa đây. Cái này rất là nước hôm nay hơi đục nha mọi người. Mình phát hiện một con kia nữa nha cả nhà. À, nước sâu quá. Đây là phải gần 2 mét nha mọi người. Nhìn thấy thôi chưa, sâu lắm. Khủng quá. Nước đục mà, nước đục quá khó thấy quá. Tiếc quá. Chạy mất rồi.
này nó hết mùa nước cạn rồi mọi người, nước rất là lớn, rất là khó đây, nhìn ra cá nước không được trong nữa nha mọi người. Cái gì bông nha mọi người. Cá rất là lớn luôn. Nước sâu quá không bắt tới.
quá khôn. Nước sâu quá mà. Chuyện này con này nhưng mà còn ở trong hang nữa đây mà. Không biết tôi bách như sao đây. Đâm thôi được không? Sợ quá sao. Ôi bắt được rồi nha. Sữa sắp đâm thì con cá khác chạy ngang qua thôi. Khôn quá.
tuyệt đối rồi cả nhà. Wow, con đối thật lớn luôn. Giờ mui ke cho nè, tư nha cả nhà. Còn ke này sẽ bị ương. Kinh cái giò này mà sống quá. Thêm nước mặn vô. Cái này được không có mất màu nha mọi người. Cái này sẽ tươi. Tiếp tục thôi. Thank you.
Thì bây giờ là phải đi về nha mọi người. Bây giờ là cũng gần 3 giờ sáng rồi. Buồn ngủ quá rồi. Đứng cả đêm nó còn mỏi chân. Rồi hẹn mọi người ở video sau nha. Tạm biệt mọi người.